Xem cái cảnh mà chị và Hà Anh Tuấn thể hiện gì em? Cái khoảnh khắc ngọt ngào gì vậy? Dạ? Trời đứng bên sông nói rõ là luôn nè. Cảnh hôn đúng không? Thì mọi người rất là tò mò thắc mắc, bạn sao có thể ngọt ngào như vậy được? Nhắc lại còn có thấy hồi hộp đó em. Tức là hồi hộp khi nhắc lại cảnh hôn à? Cái cảnh hôn đó chị cũng hồi hộp. Mình có thể rất là dễ sợ khi mà điều khiển tất cả mọi cảnh quay, hay là có rất là nhiều cảm xúc khác nhau. Nhưng mà rõ ràng khi mà ai tiến gần lại mình thì đó là một cái cảm xúc khác. Lúc đó là bản năng của người phụ nữ là được hiện ra đó, là rất là e dè và rất là mắc cỡ. Nhưng mà rõ ràng điều đó là cần thiết, nụ hôn đó cần thiết cho MV. Nụ hôn nó đẹp quá ha. Em cho chị thấy nhắc cái nụ hôn mà em cười tươi như vậy. Rõ ràng mà để nếu mà không phải là mình quá chủ quan mà nụ hôn đó thật sự rất đẹp. Nó không phải là mạnh bạo như là những cái cảnh khác, nhưng mà tiện thấy mình thấy nó đẹp mà thực sự là nó thấy nó tinh tế quá. Nó đẹp cái kiểu như nó thơ mộng và nó bay bổng, nó khó tả lắm. Để mà cái cảm xúc mà tạo nên một cái nụ hôn đẹp như thế là khó chứ không phải dễ đâu nha. Vậy quan hệ giữa chị và Hạnh Tuấn là như thế nào? Quan hệ bạn bè. Chỉ đơn thuần là bạn bè thôi à? Tôi nghĩ là có rất nhiều fan của hai người mong chờ một cái điều gì đó hơn thế. Thì mọi người có mong chờ và nhiều khi là có một cái kết quả khác thì lúc đó thằng Chi chia sẻ sau. Thế là mối quan hệ bạn bè nó đã bắt đầu từ bao giờ và được bao lâu rồi? Chắc cũng phải hơn 10 năm. Tức là từ ngày Hạng Tuấn mới bắt đầu bước chân một ngày ca hát. Đúng rồi. Từ sau mai. Từ, như là sau mai, sau cái sau mai điểm hẹn. Sau mai 2006. Chị không nhớ cái năm nhưng mà là sau mai điểm hẹn. Là sau đó là gặp gỡ và trở thành bạn bè. Với cái điều gì khiến cho hai người cảm thấy là có thể duy trì được cái tình bạn cho đến tận bây giờ? Trời, đi tìm lý do luôn á. Ta nghĩ mối quan hệ bạn bè hay yêu đương, bất kỳ mối quan hệ nào thì trên hết chúng ta phải tìm thấy được sự phù hợp. Và bản thân của Hằng cũng là người rất là khó tính. Bản thân của Tuấn cũng là người như vậy. Nhưng mà rõ ràng khi mà nhìn thấy lẫn nhau thì có cái sự tôn trọng ở trong đó, có sự ngưỡng mộ nhau ở trong đó. Và khi mà gặp nhau thì nhường nhau, nhường nhau để trân trọng và giữ được cái mối quan hệ nó lâu năm như thế này. Như là bạn biết, giữa những người trẻ với nhau họ rất là ngông cuồng, họ luôn luôn cho họ đúng. Nhưng mà vì sao vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè lâu năm như thế, thân thiết như thế, thì rõ ràng chúng ta phải bỏ bớt cái tôi. Và trong đó có cái sự ngưỡng mộ nhau để có thể giữ chân nhau, nhường nhau và nó lâu năm kéo dài tới ngày hôm nay như vậy. Điều chị cảm thấy quý nhất là anh Hạnh Tuấn là gì? Tới thời điểm này thì Hằng mới quan sát Tuấn nhiều vào những năm trước thì mình không đào sâu, mình cũng không quan sát sâu về người bạn của mình. Nhưng mà rõ ràng nhìn ở bề ngoài sự kiêu hãnh đó, sự lì lợm đó thì cũng đã có những cái trải nghiệm rất là nhiều. Trải nghiệm đó không phải ai cũng nhìn thấy. Sự chịu đựng đó không phải ai cũng nhìn thấy. Thì cái thời điểm này Hằng rõ ràng không hiểu sao mình thấy rất là rõ những cái điều đó từ người bạn của mình. Cho nên mình yêu quý Tuấn hơn. Tuấn sống khi mà ôm tất cả mọi thứ vào mình. Có thể là nói ra, có thể Tuấn nghĩ là nói ra chưa biết nó hay hay không. Chính vì thế mà lý do ôm vào người rất là nhiều. Và Hằng là người rất là nóng tính. Đôi lúc Hằng cũng la, đôi lúc mà hay nói đùa đó là hay muốn bay tới bóp cổ cho xong vì quá mệt mỏi. Thì mình cảm thấy ức chế, thì tại sao giữ cái đó cho người.
Nhưng mà rõ ràng mỗi người mỗi tính cách khác nhau, nếu mà đã chọn ở cạnh nhau thì chúng ta phải nên kiên nhẫn một chút. Thì Hằng không mong Tuấn là một người ít suy nghĩ, nhưng mà hy vọng Tuấn sẽ suy nghĩ mọi thứ ở góc độ lạc quan nhất và tích cực nhất thì mọi thứ nó sẽ... Tức là chị đã có lần là tức giận thay cho Hằng Tuấn? Không, là nó cũng... Mình nói mà bạn có thể là cảm thấy nó hơi nặng, nhưng mà cái cách thể hiện là mình cũng bông đùa để chuyển cái thông điệp tới cho người bạn mình biết là phải nên điều chỉnh lại một chút, không phải cho mình mà cho bạn mình. Và cái tình bạn này nó sẽ mãi là tình bạn chứ nó không có một bước tiến nào? Hiện tại thì Hằng chưa có trả lời chính xác. Khi nào có trả lời chính xác Hằng sẽ trả lời luôn.